Năm 2020 vừa qua là một năm đầy biến động với rất là nhiều dự định còn dang dở mà nhóm Ngọc vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng là sang năm mới với những điều mới mẻ và nó sẽ tươi đẹp hơn, sẽ tươi đẹp hơn và Bảo Ngọc sẽ thực hiện được hết những cái ước mơ và những cái nguyện vọng đang còn dang dở của mình. Năm 2020 có lẽ là một cái năm rất là tuyệt vời đối với Tuyết Mai, đánh dấu một cái bước ngoặt mới, đó là Tuyết Mai đã giành được quán quân trong một cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát. Và năm 2021 thì Tuyết Mai sẽ cố gắng mang thật là nhiều điều bất ngờ nữa đến quý vị khán giả. Đối với Nguyên Hà thì năm 2020 của Nguyên Hà là một năm khá là thành công với Nguyên Hà, khi mà Nguyên Hà vừa ra mắt một cái album mới và cũng có được hai cái MV và lọt vào top trending và được khán giả ủng hộ rất là nhiều. Năm 2021 của Nguyên Hà thì dự định của Nguyên Hà sẽ là có thể làm được 3 cái live show ở 3 thành phố lớn và có thể ra thêm được vài sản phẩm nữa để gửi đến quý vị khán giả của mình. Năm 2020 vừa rồi thì mình có rất là nhiều kế hoạch, tuy là mình cũng rất là bị gián đoạn rất là nhiều thứ do dịch bệnh của Covid, nhưng mà mình cảm thấy được là mình vẫn rất là may mắn khi mà mình vẫn đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam và mọi người vẫn kết nối với nhau, vẫn có thể làm việc với nhau, thì đó là một trong những cái điều mình rất là quý. Vậy nên là mình cũng nghĩ là không phải chỉ riêng bản thân mình, và trong năm 2021 nếu như mà tình hình diễn biến tốt hơn thì đây cũng là một cái thời điểm để chúng ta có thể đạp lại chiếc ga của mình mà mình đã mong muốn trong năm 2020, để mà chúng ta có thể đạt được những cái kế hoạch mong muốn trong năm mới. Mình là một trong những người đã đồng hành với HTV, có nghĩa là người xem thôi, từ khi còn rất bé, và ngày hôm nay đôi khi mình vẫn xem lại những chương trình của HTV bởi những giá trị nhân văn mà HTV muốn mong muốn mang lại. Thì mình hy vọng là trong tương lai HTV và những người đang cùng đồng hành với HTV và những người xem sẽ tạo ra những nguồn cảm hứng để chúng ta có thể mang giá trị này trong tương lai. Hy vọng trong năm 2021 thì khán giả vẫn luôn yêu thương HTV và đón xem những chương trình ý nghĩa đến từ HTV. Đã có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ được tạo cơ hội để gặp gỡ tất cả những khán giả yêu quý của mình. Vì thế mà Quỳnh rất là mong quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ sóng truyền hình HTV nhé. Trong năm mới thì mình mong là HTV và các bạn khán giả cũng như là mọi người sẽ có một cái năm mới có thật nhiều sức khỏe, tại vì sức khỏe là quan trọng nhất. Và sau đó là làm được những điều hạnh phúc và khiến cho bản thân và cũng như mọi người tự hào về những cái mà mình đạt được. Tuyết Mai xin kính chúc tất cả quý vị khán giả của HTV một năm mới thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Bình an đến với mọi nhà, an khang hạnh phúc, đó là chúc xuân. Đó chính là những lời chân tình mà Phi Hùng muốn được gửi đến quý vị khán giả của HTV. Chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, sức khỏe và năm mới ngập tràn hạnh phúc.